Xin chào các bạn đã quay trở lại với Niên Sử Hào Hùng. Những ngày qua chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải đau đầu chóng mặt vì chiến tranh Nga-Ukraine mà giá xăng tăng chót vót, không có dấu hiệu giảm xuống. Ai cũng ước giá có một chiếc xe điện mà đi cho đã cái nư. Năng lượng và nhiên liệu luôn là bài toán khó mà các ông lớn trong giới khoa học và công nghệ phải đau đầu giải quyết. Trong khi đó, báo Mỹ lại rầm rầm đưa tin về Việt Nam với một phát minh khiến các tiến sĩ lớn của phương Tây cũng phải bái phục. Dường như có thể giải quyết được bài toán khó trên. Đặc biệt hơn đó lại là phát minh của một cậu bé lớp 12. Cậu là ai? Cậu đã phát minh ra cái gì mà có thể thay đổi cả thế giới? Đến cả Tesla cũng muốn mời em về làm việc. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Ad tìm hiểu thông qua video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, bước sang thế kỷ 21, con người phải đối diện với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của mình. Bùng nổ dân số, cạn kiệt các nguồn tài nguyên và năng lượng hóa thạch, khí nhà kính và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Do đó, các nhà nghiên cứu ráo riết tìm kiếm một giải pháp phát triển bền vững gắn với năng lượng tái tạo. Cũng vì thế mà chúng ta có thể chứng kiến nhiều bước nhảy vọt về phát minh cải tiến sản xuất và tìm ra các nguồn năng lượng mới, vật liệu mới. Một trong những phát minh tiêu biểu đi tiên phong trong thời đại 4.0 là việc cho ra đời và phổ cập rộng rãi ô tô chạy bằng điện toàn. Lá cờ đầu của việc hiện đại hóa xe điện là công ty công nghệ cao hãng Tesla. Tiếp theo là nhiều hãng xe hơi lớn của thế giới như Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Mitsubishi. Nhìn chung, ô tô điện có những ưu điểm như sau: thân thiện với môi trường, giảm đáng kể lượng khí thải ra trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, tất cả các ông lớn đều gặp phải không ít khó khăn trong cạnh tranh công nghệ, đặc biệt là việc xe điện còn nhiều hạn chế. Điểm yếu rõ nhất của xe điện so với xe xăng dầu đó chính là việc sạc pin quá lâu và còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc đổ xăng dầu. Điều này càng thấy rõ ở những nước đang phát triển, vốn cơ sở hạ tầng chưa được hoàn chỉnh. Chúng ta có thể chỉ mất 3 phút cho mỗi lần đổ xăng, nhưng lại mất 3 giờ đồng hồ cho việc sạc đầy pin xe điện. Không những thế, về tìm kiếm trạm sạc vẫn khó hơn so với việc tìm cây xăng. Các hãng xe, ông lớn cũng rất chịu chi cho vấn đề này. Mới đây nhất, tỷ phú Elon Musk đã công bố kế hoạch chi hơn 2 tỷ để nghiên cứu công nghệ pin lithium siêu bền, siêu sạc nhanh cho xe điện. Tuy nhiên, ngoài tiền bạc thì thời gian nghiên cứu cũng còn khá dài và còn rất nhiều vấn đề nảy sinh. Nói tóm lại, việc nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng cho việc sạc pin cho xe điện dù đã và đang được cố gắng cải tiến, nhưng vẫn còn là bài toán khó mà các chuyên gia lão luyện trong giới loay hoay, đau đầu tìm lời giải đáp. Một điều kỳ diệu đã xảy ra cho giới khoa học thế giới. Thật bất ngờ, một học sinh lớp 12 ở Nam Định đã có một phát minh ưu việt khiến giới truyền thông và các học giả thế giới phải sửng sốt. Những ưu việt văn minh này có thể trở thành chìa khóa để tạo nên bước đột phá cho ngành công nghiệp xe điện trong tương lai gần, đánh dấu quan trọng cho việc phát triển bền vững, gắn liền với công nghiệp. Ngô Việt Cường chính là nhân vật chính trong thông tin sốt dẻo này. Em là học sinh lớp 12A11, trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngô Việt Cường với niềm đam mê mãnh liệt với ô tô và khao khát thay đổi thế giới mãnh liệt từ nhỏ. Em đã lên ý tưởng lắp ráp và cho ra đời một chiếc xe ô tô điện chạy bằng năng lượng mặt trời, làm bằng chất liệu tông, chở được 12 người vào năm 2018. Kiểu dáng giống với thương hiệu Volkswagen, huyền thoại của Đức. Ban đầu, xe chở được 2 người với vận tốc tối đa 40 km/h, chạy được khoảng 50 km thì hết điện. Sau đó, sạc 6 tiếng sẽ đầy. Đặc biệt, xe chạy hoàn toàn bằng năng lượng sạch thân thiện với môi trường. Tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng. Xe có thêm chìa khóa để mở cửa từ xa nữa. Sản phẩm đã giúp Cường giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 6 do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức. Không dừng lại đó, Cường tiếp tục say mê nghiên cứu để cải tiến thêm. Chỉ mới bước sang năm 2019, cậu đã cải tiến và đạt mô hình trong mơ của mình. Khác với lần trước, chiếc xe lần này được cậu bạn thiết kế rộng hơn, chở được nhiều người hơn, pin năng lượng được thiết kế to hơn nên sản sinh công suất gấp 8 lần so với chiếc xe trước. Chiếc xe có thể chở lên đến 12 người, mỗi lần sạc ắc quy chạy được 40 km và cho phép người dùng chạy tốc độ tối đa 60 km/h. Trên nóc xe, Cường có gắn một tấm pin mặt trời lớn để xe có thể tự thu năng lượng. Ngoài ra, xe còn có cổng điện 220V, sử dụng năng lượng sạch này để có thể phục vụ cho điện sinh hoạt gia đình. Lốp xe cũng được cải tiến là loại lốp không xăm bản rộng, giúp chiếc xe hoạt động êm ái, chịu tải tốt và giảm tiếng ồn. Thành quả có được của Việt Cường sau nhiều tháng dòng tự mày mò nghiên cứu
là công nghệ tự sạc xe điện bằng pin mặt trời, có thể nói là độc nhất thế giới. Phát minh này của Việt Cường vượt trội với nhiều ưu điểm nổi bật sau. Việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo vô tận là năng lượng mặt trời giúp chiếc xe hoàn toàn trở nên rất thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn năng lượng xanh với trang bị pin mặt trời. Xe do Việt Cường chế tạo có thể vừa hoạt động vừa sạc pin và tích điện rất tốt. Như vậy, nó đã giải đáp được bài toán về sự tiện lợi cho người dùng khi sạc xe điện và hầu như không phải mất thời gian sạc điện trong suốt quá trình hoạt động. Việc bảo trì bảo dưỡng xe cũng trở nên đơn giản và tiết kiệm hơn. Có thể nói, phát minh này đã vượt lên cái tầm của Toyota, Honda, xét ở nhiều tiêu chí. Trong tương lai, Việt Cường dự định sẽ thi vào ngành kỹ thuật để có thêm nhiều cơ hội theo đuổi đam mê và viết tiếp những hành trình còn dang dở của mình. Cậu còn cho biết cậu đang ấp ủ nhiều dự án, nhiều phát minh khác hứa hẹn sẽ giúp ích cho con người, đặc biệt cho người Việt Nam, và Việt Nam vươn xa hơn trên đấu trường trí tuệ của thế giới. Điều này đã gây ra sự sửng sốt trong giới khoa học, cũng như dư luận trong nước và cả thế giới. Các thợ cơ khí và nhiều nhà chế tạo cả nước giao giết tìm để hợp tác. Các hãng xe quốc tế cũng không nhún nhường. Hãng thông tấn lớn của Mỹ như AP hay AFP của Pháp đã đưa tin và tiết lộ nhiều điều thú vị lắm đấy. Trong đó đáng chú ý nhất là thông tin người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của hãng Tesla đã có ý định mời cậu bé về làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của hãng tại Palo Alto, California, Hoa Kỳ. Nhìn lại hành trình của Cường, nhiều người không giấu nổi sự khâm phục. Hàng loạt cư dân mạng trong và ngoài nước đã để lại bình luận đánh giá rất tích cực về phát minh này và những nỗ lực của em. Tự hào quá Cường ơi, em là đại diện trí tuệ người Việt, luôn học hỏi và sáng tạo. Sẽ sớm thôi, Tesla sẽ phải mời em về làm việc, tự hào về em. Cường như có thể đoán trước được tương lai vậy. Giờ đây khi ai cũng phải khóc thét khi sáng xăng tăng cao, xe điện của em là giải pháp tối ưu nhất. Trên trang thông tấn AFP của Pháp, nickname Tommy Cox đã suýt xoa. Thật tuyệt vời, thật không thể tin được bài toán khó làm đau đầu các nhà phát triển ô tô điện thế giới lại được giải quyết bởi một cậu học sinh tại Việt Nam. Người Việt Nam luôn khiến chúng ta phải bất ngờ. Họ không những là những chiến binh bất khả chiến bại, mạnh mẽ, mà còn có cả những phát minh khoa học tuyệt vời. Nickname Franklin cũng bình luận, Elon Musk nên bỏ tiền thu hút nhân tài nhỉ, ý tưởng về việc sử dụng năng lượng tái tạo của xe thật hiệu quả. Thật tự hào phải không các bạn? Còn người Việt Nam với sự kiên trì và thông minh vốn có, luôn khiến thế giới phải bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều người có ví dân tộc được như người Do Thái, phát minh ưu việt của học sinh lớp 12 ở Nam Định, một lần nữa chứng minh cho niềm tự hào dân tộc Việt là hoàn toàn đúng đắn. Việt Nam làm được những điều thế giới không làm được. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo cho các video lần sau nhé.